làm trọng tài thì anh sẽ cho trọng tài hưởng 30% quyền lợi nếu anh thắng. 60% đi anh. 60% thì không, 30%. Okay. 60 đi, không, em quen. Anh nữa. Cái lời quen là 60 không à? Được rồi, rồi cho em lăn nha. Okay. Rồi. Yeah. Bây giờ này, anh mà thắng là anh được quyền hôn em cả. Còn anh mà thua em được quyền hôn anh cả. Chơi đi. Ủa em hưởng gì anh? Em được nhìn. Bây giờ tính vậy đi, tính như vậy đi. Nếu mà anh thắng á, anh sẽ có quyền hôn Lan Phương. Đúng rồi. Còn Lan Phương thắng á, đúng rồi. Lan Phương thắng, hôn Lan Phương thắng là anh bắt hôn Tuấn. Xong. Ai đồng ý với chị đâu đây đây? Em giống như là con rối vậy á. Rồi xong, bây giờ khán giả là quyết định hết. Rồi chúng ta sẽ tiếp, không hôn các bạn cãi nhiều. Nếu mà bạn ấy về, anh ấy hôn anh kia em hết đấy. Nè, Xuân, em mới về nghe chưa? Chứ không làm gì hôn đó. Không, nếu mà Xuân về là Phương thắng thì anh phải hôn Tuấn. Rồi chứ, nếu mà Xuân không về thì có nghĩa là anh ấy hôn đây. Anh ấy hôn đây, đây là đâu? Rồi Xuân là đây, là đây là đâu? Em mà về, chết với anh như thế rồi. Đấy, Xuân tương lai của anh nằm trong tay em. Tương lai của chị chúng ta đây. Đây tất cả ở đây nói thật nhá, các bạn là đương nhiên là thích xem một chàng trai hôn một người mà mình không thích là anh kia, chứ còn việc mà một người đàn ông hôn một cô gái thì thấy hàng ngày đúng không? Nói như vậy là càm không ạ? Thế thì về đi tất cả chúng ta đi. Hả? Không. Không hôn em má. Hôn má thôi, quyết định là hôn má. Rồi xem. Hôm nay quyết định hôn đâu là quyền của tôi. Nếu tôi thắng. Không được. Thế thì khán giả được quyền lựa chọn là anh ấy phải hôn chỗ nào của Tuấn, ok? Không bao giờ chọn luôn đi. Chọn luôn đi. Hôn cho Rằng á. Besame. Besame muốn. Thôi bây giờ này, hôn đâu bây giờ này. Hôn má. Không. Chịu thiệt luôn, để Tuấn chịu thiệt cho. Hôn má. Hôn vô nách đi. Được đấy. Được đấy. Dần trong mắt anh, nhưng bây giờ nó là ngược lại với Lan Phương ạ. Bắt đầu tìm em cách, cười, anh không phải tìm cách gì cả. Tìm cách là bây giờ anh thực hiện lời hứa thì em sẽ ngoan ngoãn. Hứa của anh là gì? Còn là nếu như em thắng anh sẽ phải hôn má của Tuấn. Nhưng mà Tuấn lỡ hứa là phải hôn nát rồi. Bây giờ sao? Tùy bây giờ, chọn má hai là anh thấy đi. Bây giờ thế này. Thôi Tuấn bỏ. Tôi ngon đây, vừa lên đây. Anh đừng có chờ một cái ai gọi là, đây bây giờ tôi hỏi là có ai gọi là hôn nách bao giờ? Hôn người ta, hôn chỉ có một khái niệm hôn, đấy là môi, chạm môi. Thôi rồi má là được rồi. Còn lại đều là thơm, ấy. Thơm má, thơm chán. Khái niệm Việt Nam rất rõ ràng. Rồi hôn môi em càng thích. Là như nào? Xem có thể quái đản nó như vậy nha.
ông tức quá vì là không lẽ tôi kêu hết cả mấy đàn ông đến là đè ra anh ra mắt hồn vấn. Bây giờ kìa, đang hôn kìa, đấy người ta mới gọi là hôn. Mà nụ hôn thực sự cháy bỏng, nụ hôn thực sự mang ý nghĩa của nụ hôn là phải hôn giữa hai người khác giới. Thế mới là cá, anh đồng ý cá với em. Em mệt mà hôn nhá, các bạn chú ý này, hôn nó phải thế này mới là hôn này. Đấy, đây, đây này. Thôi bây giờ đây nè, cãi lộn thôi mà. Qua đây hôn anh đi. Coi như vậy. Chị tức quá. Tức bình thường. Chị tức giận. Tôi phải nói thật như này, ý tôi muốn nói ở đây là hai bạn về với nhau là sự mong muốn của tất cả chúng ta, là hạnh phúc của Gấu Cười cũng là hạnh phúc của Su Su. Họ làm đấy. Kìa, buổi sáng thì kia. Cái này người ta gọi là cái này người ta gọi là lớp modeling. Em cứ bị phấn khích như cái lúc này lạ lùng người em lại phấn khích anh đó. Em bị phấn khích. Gọi đông là tăng động á. Ờ đúng rồi, chính xác. Bị phấn khích quá mức ấy. Dừng lại ở đây ạ. À. Dừng. Chúng ta cùng nghỉ giải lao trong ít phút. Xin mời Lan Phương. Đi quảng cáo đi. Cầm theo cái này nhưng tắt đi. Anh tắt rồi. Em xin lỗi. Không sao. Em bị cảm giác của Gấu Cười đi đấy, phải bảo ra lên. Thôi đi vào. Không biết Gấu Cười cảm giác như thế nào hả? Nhanh lên. Tôi con làm tiếp cầm cái này đi. Tôi xem tiếp đi, em nhuộm. Em nhuộm. Tôi đi đi. Anh ạ, em cảm thấy rất là tội lỗi. Cần gì phải cảm thấy. Em đúng là tội lỗi thật đi. Thôi, lỡ người đã dừng rồi, nhanh lên thì còn vào, đang hào có nhà ông hứng. Gái con đứa, đủ. Sao thế mà nó cũng có người yêu được nhỉ? Sao này có những cái đứa nó nạ nùng thế này, sao mà làm việc được? Chứ đấy là tôi, chứ còn thì tôi 21 mối tình thì nó chỉ có khoảng 19 mối tình là sâu đậm, 2 mối tình là chớt qua. Thế còn lại là Lan Phương thì lại khác. Lan Phương sao anh? Lan Phương thì anh không bàn được, bởi Lan Phương là đá giải ngoại hạng. À, đẳng cấp. Ừ, đẳng cấp hơn nhiều. Nói về tình yêu Lan Phương đó là và sát tôi number one. Nếu mà muốn thú vị hơn là hôn đó. Đúng không? Đúng không Phương? Mệt, chán đấy. Chán không? Mệt lắm. Vâng, nếu mà chán thì Lan Phương đã chán, chúng ta cũng dành một tràng vỗ tay để chia tay Lan Phương trong số này. Tuấn. Dạ. Tôi thấy bạn Nà gà đồng, bạn gà đồng không? Nà đồng. Nà đồng. À tôi chứ không phải là gà đồng, thì gà rất ngon, gà đồng hả? Nà đồng. À Nà đồng là tên một cái bản đúng không? Tên một cái bản. Rồi rồi rồi. Bản ở miền Tây hay sao? Nè. Bạn ý là người Tây. À người Tây. Người Tây. Người dân tộc Tây. Rồi. Sao thấy bạn này thế nào? Suýt mà hôn nách cho nên là máu óc đang có vấn đề giống em. Bạn thấy thế nào? Sao có cây cú vậy anh? Tôi được rồi, không kệ. Sinh lý đơn giản thì không chấp. Hay là bây giờ em muốn thử không? Thôi nào, làm tập trung vào.